Đoàn giám sát của Quốc hội do chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh về huy động quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại tỉnh Tây Ninh. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh kiến nghị Trung ương làm đầu mối việc mua sắm tập trung trang thiết bị thiết yếu, vật tư y tế để phân bổ cho địa phương khi có nhu cầu, tránh tình trạng khan hiếm thuốc, vaccine, giá cả tăng cao như đợt dịch COVID-19 vừa qua. Có một khoản điều luật nào đó mà trong điều kiện thảm họa của dịch bệnh mở ngoặc mà giống như kiểu là bất khả kháng, thì ai sẽ có một hướng dẫn, một cái thủ tục đặc biệt không theo một thủ tục thông thường, một cái đó thôi cũng được, để rồi có chính phủ sẽ ổng ra trong vòng 24 tiếng. Chứ không là không có cái câu đó, cuối cùng là bây giờ cứ lấy cái thời chiến thời bình áp thời chiến là chết, thì còn thể hiện như thế nào? Theo cái tinh thần là lúc đó thì giao cho ông địa phương, ông chịu trách nhiệm về toàn bộ điều phối tất cả các nguồn mà ông đang có. Chứ đừng có chỉ là nguồn 1, nguồn 2, nguồn 3, không được nguồn này nguồn kia. Miễn là gì? Sử dụng hiệu quả, chặt chẽ, không để xảy ra tham nhũng tiêu cực và thất thoát lãng phí. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Phú Cường ghi nhận các khó khăn, vướng mắc của địa phương như đấu thầu thuốc, vật tư y tế, thiếu vaccine, nhân lực y tế cơ sở còn thiếu, chế độ cho nhân viên y tế, tình nguyện viên tham gia chống dịch còn thấp. Đồng thời đề nghị tỉnh Tây Ninh cần rà soát, có chính sách khen thưởng kịp thời đối với lực lượng tham gia chống dịch. Các đồng chí thống kê được của cơ quan nhà nước, của quân đội, của lực lượng vũ trang thôi. Nhưng mà cá nhân của nhân dân dưới nhiều lắm. Nhiều người cho mấy cái gạo, cho mấy cái cá, rồi cho con gà vân vân rất lớn để mình tri ân cái đó. Và kể cả cán bộ của nhà nước mà báo cáo chỉ nhất là ở cơ sở. Đó thì như vậy là mình sẽ có, chứ nếu mà mình cư xử là không kịp thời, sau này nếu mà có cái gì nữa là mình huy động rất là khó khăn. Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, thay mặt đoàn giám sát, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Phú Cường đã tặng quà chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên y tế, nhân viên Sở Y tế và Trung tâm Y tế thị xã Trảng Bàng.